Mình đã xong dẫn xuất 20% vitamin C 10 ml vào da của khách hàng, thì bước tiếp theo là mình sẽ sử dụng mặt nạ để giúp cho tăng booster thêm cái độ ẩm vào da. Và mặt nạ này là của hãng dược mỹ phẩm Miso Therapeutic, mặt nạ 3D sẽ giúp da của khách hàng được phục hồi sau khi lăn kim. Thì da của bạn Tiên thì khá là khỏe nên không có bị đỏ nhiều, nhưng mà mặt nạ thì sẽ giúp booster, có nghĩa là đẩy thêm cái vitamin C sâu vào da, đồng thời cung cấp thêm một cái lượng độ ẩm để da được căng bóng hơn và trở nên mau phục hồi hơn. Đây là mặt nạ 3D của hãng dược mỹ phẩm Miso Aesthetic, với thành phần là vitamin C giúp cho da được trắng sáng và cung cấp một cái lượng độ ẩm rất là lớn. Da của mình sẽ được căng bóng và phục hồi ngay lập tức. Do đó, mình không phải sợ là sau khi lan kim thì da mình rất là đỏ, rất là tổn thương, thì mình cần phải nghỉ làm. Mà thực tế thì không cần phải nghỉ làm, mình có thể đi làm ngay sau khi mình đã lan kim xong. Nhưng mà thường thì mình nên chọn cái ngày day off của mình để mình làm, và sau đó thì 24 tiếng là nó hoàn toàn trở lại bình thường, thì hôm sau mình đi làm, thậm chí mình cũng có thể trang điểm vào ngày hôm sau mà không cần phải kiêng cữ. Chỉ có điều là mình nên bôi kỹ kem chống nắng thôi. Và đây là mặt nạ cho vùng cổ. Trong điều trị thẩm mỹ thì vùng cổ rất là quan trọng, nó quan trọng không kém vùng da mặt. Bởi vì khi mình còn trẻ thì mình không để ý tới cái vùng da cổ của mình, nhưng mà khi mình lớn tuổi thì cái vùng da cổ nó còn nhăn hơn cái vùng da mặt nữa. Mà vùng da cổ thì rất là khó làm thẩm mỹ, ví dụ như là mình có thể giải phẫu thẩm mỹ căng da mặt, nhưng mà mình không thể nào cắt da vùng cổ được. Và khi mình mặc quần áo thì cái vùng cổ rất là quan trọng, mình không thể nào mà cứ phải mặc đồ kính để che cái cổ lại nếu cổ mình bị nhăn. Do đó, khi mà mình làm đẹp cho khách hàng thì lúc nào mình cũng làm cả mặt và cổ, nên khách hàng sẽ được chăm sóc luôn toàn diện về cái vùng da cổ, rất là quan trọng đối với người phụ nữ. Nó cũng hấp dẫn không kém gì một gương mặt đẹp, vì một cái cổ đẹp thì cũng rất là gợi cảm. Mình có thể mặc những cái bộ đồ rất là đẹp hay là đeo những cái vòng cổ đẹp. Do đó, nếu mình chỉ chăm chú cái mặt mà mình bỏ quên vùng cổ thì là một điều thiếu sót. Mình nên chăm sóc cả hai.